Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một cây cầu, đó là một cây cầu có tên là cầu Hạnh Phúc. Vâng, ngày hôm nay thì huyện Bảo Yên là đang tổ chức cái lễ hội gọi là lễ hội đua thuyền sông chảy các bạn ạ. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên của năm 2022 này. Và trên cây cầu này thì mọi người đang đứng rất là đông để xem các anh đang đua thuyền ở bên dưới sông. Khá là đông người đang bộ ô và ngồi dọc bờ sông để xem các chú, các anh đang đua thuyền các bạn ạ. Mới đua được có 2 vòng thôi và đang chuẩn bị vòng tiếp theo rồi các bạn nhé. Tới phần đua của mình trong vòng loại. Bắt đầu vòng đua thứ 3 rồi các bạn ơi. Bây giờ thì thuyền của các anh, các chú đã vào vị trí xuất phát để chuẩn bị cho vòng đua thứ 3. Và vòng đua lần này thì không biết là sẽ con thuyền nào sẽ về đầu tiên, sẽ được ghi tên mình vào vòng chung kết của cơ bảng thị trấn Phú Giàng lần thứ nhất 2022. Tất cả sẽ được kiến trong ít phút nữa. Các đại diện trong tham gia bảng này sẽ gồm có quân sự thị trấn Sơn Hòa, Bảo Hà, Yên Sơn, Vĩnh Yên và Điện Quang. Vâng, ở giải đấu này không phải tất cả các xã đều có sông, nhưng điểm chung của tất cả các xã là đều có một mặt nước ao hồ rất rộng lớn. Như vậy trọng tài đã cho trận đấu thứ 3 bắt đầu diễn ra. Vâng, khí thế rất quyết liệt, cạnh tranh nhau ngay từ những bước chèo đầu tiên, rất căng thẳng bạn ơi. Các đội cần phải hạn chế va chạm để giảm bớt những yếu tố giảm tốc độ của mình. Không biết là tuyển số mấy kia, tuyển số mấy đang dẫn đầu kia không biết. Vâng, rất nhanh. Các đội đua mảng đã vượt qua chân cầu Hạnh Phúc. Với thời tiết rất mát mẻ ủng hộ cho các vận động viên thi đấu tốt nhất phần thi của mình. Phần thi đấu cuối cùng trong vòng bảng giữa 6 đội. We'll be right back.
còn những trăm mét cuối cùng nữa các đội sẽ bứt phá thế nào. Và các vận động viên đang căng hết sức để thi đấu. Các cổ động viên của các đội bứt phá rất nhanh, đã bao vòng tiến lĩnh. Ở vòng này là số 2 đang về đầu các bạn. Số 2. Số 2 về đầu. Số 2 đến từ Yên Sơn đang là bảng số 2 Yên Sơn. Lợi thế rất lớn. Và Yên Sơn đang giữ khoảng cách với các đội ở phía số 2, số 2. Số 2, số 2 đấy. À số 2. Sao sau đó là số 6 kìa. Số 3. Số 2. Số 3. À kia số 2 đằng sau kìa, đây số 3. Số 3. Xuân Hòa. Số 3 Xuân Hòa. Xuân Hòa. Bắc Quang. Bảng số 6 đang bước phá. Và cái bảng tiếp theo vẫn còn cơ hội. Số 3 Xuân Hòa đúng không? Ừ, Xuân Hòa. À, chú là người Xuân Hòa luôn à? Không, ở Tân Dương. À, chú trong Tân Dương à? Cái cuông, cuông bằng số 3 đến từ vòng. Từ vòng con lái là ở cuông mà. À. Xuân Hòa. Bằng số 3 đến từ Xuân Hòa mới là đội tuyển về đích đầu tiên. Đấy. Tiếp theo đó là bằng số 6 đến từ vâng, Vĩnh Yên. Một cái tên Xuân Hòa. Mệt đấy. Các vận động viên rất là mệt sau khi bơi về đích rồi. Một vòng các bạn ạ. Bảng số 5 đến từ quân sự thị trấn là bảng về đích thứ 5. Bảng số 1 đến từ bảo số 2 về cuối. Và bảng về đích ở vị trí đang là vị trí số 6 đến từ đội số 2. Tầm này đuối rồi. Đến từ Yên Sơn. Vâng, xin chúc mừng sau khi trận thi đấu này kết thúc vừa rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn 30 phút nữa để tiến tới trận thi đấu chung kết. Vậy kính mời các đội chuẩn bị đầy đủ lực lượng, tinh thần để chuẩn bị bước vào một trận thi đấu chung kết giải đua mảng thị trấn Phú Giàng lần thứ nhất năm 2022. Hào khí trận Phú Giàng, chào mừng 73 năm chiến thắng Phú Giàng. 26 tháng 6 năm 1949, 26 tháng 6 năm 2022. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng thông báo. Kết thúc vòng loại rồi các bạn nhé. Bây giờ là cho các vận động viên nghỉ khoảng chừng đâu đó 30 phút thì sau đó sẽ tiếp tục vào vòng chung kết. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi thì chắc là Sơn sẽ đi ghi lời cảm nhận một chút nữa các bạn ạ. Một cái trống rất là to để cổ động cho tất cả các vận động viên tham gia lễ hội đua thuyền lần thứ nhất tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên các bạn ạ. Đây, cái trống này thì là của thị trấn nhé các bạn nhé. Của thị trấn ra để cổ động cho tất cả các cổ động viên tham gia đua thuyền. Mặc dù là thời tiết rất là nắng nóng nhưng mà mọi người đi tham gia để cổ động cho các vận động viên ở đây cũng rất là đông. Thậm chí mọi người còn đang đứng check in giữa chân cầu khi trời vẫn đang mấy em gái cho xin một lời cảm nhận được không nhỉ? Ôi, tại sao mà gái Bảo Yên quê ta lại nhút nhát đến như vậy nhỉ các bạn? Thế thôi, mình sẽ đi tìm một bạn khác nhé. Sau rồi các bạn ạ. Bơi ngược sông này rất là mệt, rất là vất. Đây và số 3 thì núp ở vòng loại thì
vòng cuối ấy, thì sẽ về đầu. Em chào chị gái nhé. Dạ, chị gái cho em hỏi là chị là đi cổ động cho đội xã nào vậy ạ? Em cổ động cho hai xã, Xuân Thượng với Việt Tiến ạ. Xuân Thượng và Việt Tiến ạ? Vâng ạ. Thế Xuân Thượng và Việt Tiến thì cuộc chiến đấu là đến đâu rồi chị? Xuân Thượng thì loại được vòng đầu ạ, còn Việt Tiến thì vừa vào vòng chung kết ạ. Chắc là tầm giải khuyến khích ạ. Kết và vòng chung kết thì là vừa kết thúc xong đúng không chị? Dạ vâng, bây giờ đang lên đích ạ. Việt Tiến là số mấy chị? Việt Tiến em nghĩ đó số 2 ạ. Số 2 hình như là em thấy như về gần ạ. Cuối vâng, gần ạ. Cuối thế còn Xuân Thượng mình thì đi vòng loại rồi, vòng loại từ vòng đầu ạ. Thế ạ. Khả năng là Phúc Khánh sẽ về nhất. Thế là anh và chị thì có tham gia cuộc thi này không? Không ạ. Chỉ gọi là mình đi cổ động thôi đúng không? Thế ạ. Rồi ra đến đây thì rất là cảm ơn chị, cũng xin chúc mừng cho tất cả các xã đã tham gia cuộc thi hội đua thuyền sông Chảy lần thứ nhất này, để một cuộc thi rất là vui đúng không chị? Vâng, em cảm ơn chị nhá. Vòng chung kết thì cũng vừa mới kết thúc rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mọi người đang ra về hết rồi. Các bạn ơi, chắc là có lẽ là Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi, bởi vì cái vòng chung kết thì cũng đã kết thúc rồi và thời tiết thì bây giờ nó khá là nắng nóng luôn. Và mọi người thì cũng ra về hết rồi. Bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc video tại đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.